Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe giờ các em ạ Lần đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Video này em sẽ cập nhật về giá xe cho em về dòng xe Hyundai Santa Fe Máy dầu cho cả 3 phiên bản từ bản cao cấp, bản đặc biệt và bản tiêu chuẩn Phiên bản là 2021 là năm sản xuất là 21 anh em nhé Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe này Tổng lăn bánh này và các chương trình khuyến mại Để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất Khi mà sang tháng 8 này cũng là sáng chuẩn bị đến tháng 7 ngâu thì vậy thì chiếc xe này bây giờ đại lý chúng em đang bán cho em giá như nào thì em xin phép sẽ được giới thiệu cho em một cách chi tiết cụ thể còn anh em mà muốn được review xe cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì em hãy comment phía dưới cho em nhá để em sẽ lên cho anh một cách chi tiết cụ thể cho em ạ còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì em hãy đăng ký kênh của em nhé bởi vì kênh xe giờ của em sẽ chuyên về giá xe tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ ok em xin phép được đi vào vấn đề chính luôn cho em nhé Đầu tiên em giới thiệu cho em về một chiếc xe Hyundai Santa Fe máy dầu bản cao cấp, nó bản cao cấp nhất của dòng xe Hyundai Santa Fe đấy ạ. Với giá biết của nó đang là 1 tỷ 340 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 1 tỷ 330 triệu em nhé. Tức là giảm giá cho nó 10 triệu tới mặt đấy ạ. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay một chương trình khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao, chi tiết ăn bánh như nào thì em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại góc dưới trái màn hình. Chắc chắn anh em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Vậy thì chiếc xe này Santa Fe máy dầu bản cao cấp này Lan máy nhân đội đang là 1 tỷ 514 triệu ạ Trả góp thì đang là 466 triệu thì ạ Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 469 triệu Trả góp thì đang là 421 triệu thì ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 487 triệu Trả góp thì đang là 439 triệu tụi em nhé ở dưới phần mô tả thì em có đường link đó chính là đường link về kênh xe cũ anh em nào muốn được xem xe cũ xe lướt xe đã qua sử dụng chất lượng cao giá cả hợp lý thì anh em hãy vào đường link đấy của em hãy đăng ký kênh xe lướt của em để xem video cũ của em hoặc là chờ video mới nhất của em em sẽ lên cho em một cách chi tiết cụ thể và lên cho anh em một cách liên tục liên tục để cho sự lựa chọn tài chính của mình giữa xe cũ và xe mới ạ ok tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe này Santa Fe máy dầu bản đặc biệt với giá miết ngọn đang là 1 tỷ 290 triệu ạ à. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt Trong tháng 8 này thì chiếc xe Santa Fe máy dầu bản đặc biệt này Lan máy nội thì đang là 1 tỷ 418 triệu ạ à. Trả góp thì đang là 440 triệu thì ạ à. Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 374 triệu Trả góp thì đang là 397 triệu ạ à. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 392 triệu Trả góp thì đang là 415 triệu tụi em nhé các chi phí mà em tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đồng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Còn một số các chi phí mà chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm thân vỏ anh em nhá. Nó là bảo hiểm uh, tự nguyện anh em có muốn mua hay không mua thì phụ thuộc anh em thôi. Còn trả góp thì bắt buộc là phải mua thì trong trả góp thì em đã tính vào là 1 năm rồi cho anh em rồi anh em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Santa Fe máy dầu bản tiêu chuẩn, nó bản thấp nhất của dòng xe Santa Fe máy dầu đi ạ. Với giá miết của nó đang là 1 tỷ 130 triệu ạ Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 1 tỷ 110 triệu em nhá Tức là giảm giá cho em là 20 triệu tiền mặt đấy ạ Còn em muốn được giá tốt hơn hay một chương trình khuyến mại như nào Tặng phụ kiện ra sao, chi tiết năm bánh như nào Thì anh em gọi điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em Chắc chắn anh em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường cho em đấy ạ Vậy thì chiếc xe Santa Fe máy dầu bản tiêu chuẩn này Lăn bánh nội đang là 1 tỷ 268 triệu Trả góp thì đang là 394 triệu ạ còn ở tỉnh thì đang 1 tỷ 228 triệu trả góp thì đang là 353 triệu anh em nhá con ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 246 triệu trả góp thì đang là 371 triệu thôi ạ ở dưới phần mô tả em có một đường link đó từ đường link nhận báo giá anh em là muốn được gửi về giá xe tổng lăn bánh chương trình khuyến mại hay là trả thẳng trả góp lãi suất ngân hàng như nào thì em hãy điền các thông tin như là tên này địa chỉ này số điện thoại này loại xe cân tâm này hình thức trả thẳng cho góp để em sẽ gửi lại các anh cho em các thông tin chi tiết nhất cụ thể nhất để cho anh em để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất ok vậy thì video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe này tổng lăn bánh chương trình khuyến mại cho toàn bộ các dòng xe của Santa Fe máy dầu từ bản cao cấp đặc biệt và bản tiêu chuẩn rất là chi tiết cụ thể rồi vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nhé để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Hyundai cũng như các hãng xe khác nhau ạ à như là Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda hay rất nhiều xe trên thị trường Việt Nam để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em mà muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì em hãy comment phía dưới cho em nhá, để em sẽ lên cho anh cái chi tiết cụ thể cho em ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì em hãy đăng ký kênh em nhá, bởi vì kênh xe giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mãi ạ. À. Ok em xin phép em sẽ dừng video ở đây Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ